Ngôi tòa báu này vì ta thuyết pháp. Phương Nam Tây Bắc bốn hướng trên dưới tất cả chư Phật đều đến chỗ này, ngồi trên tòa báu này vì ta thuyết pháp. Thiện nam tử, ta thường chẳng lìa thấy Phật nghe pháp, ở chung với các Bồ Tát. Thiện nam tử, đại chúng của ta đây có 84.000 ước na do ta đều ở tại vườn này đồng hành với ta, đều đắc được bất thối chuyển nơi A Nậu Đà La Tam hiệu Tam Bồ Đề. Còn những chúng sinh khác ở trong vườn này cũng đều nhập vào bậc bất thối chuyển. Hiệu xả bảo thiện tài rằng: Thiện nam tử, ta chỉ đắc được một môn giải thoát của Bồ Tát, nhưng người đừng cho rằng chỉ một pháp môn chẳng có giá trị gì. Chỉ trong một pháp môn này mà bao hàm vô lượng phương tiện và giải thoát. Nếu ai thấy nghe ghi nhớ về ta, hoặc cùng ở với ta, hoặc cúng dường cho ta, thì phước báu của họ đều không luống qua, tương lai họ chắc chắn sẽ được phước báo không thể nghĩ bàn và dưỡng lớn các căn lành. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh chưa từng trồng căn lành, không được bạn bè nhiếp thọ, cũng không được chư Phật hộ niệm, thì người đó chọn chẳng thấy được ta, dù thấy được ta cũng chẳng nhận thức được ta. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh nào được thấy ta, thì đều đắc được bất thối chuyển nơi A Nậu Đà La Tam hiệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, vĩnh viễn không thối thất Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, chư Phật ở phương Đông thường đến vườn hoa này, ngồi trên tòa báu này vì ta thuyết pháp. Phương Nam Tây Bắc bốn hướng trên dưới tất cả chư Phật cũng đều hướng đến chỗ này, ngồi trên tòa báu này vì ta thuyết pháp. Thiện nam tử, ta thường chẳng lìa thấy Phật nghe pháp, ở chung với hết thảy các đại Bồ Tát, làm bạn lành với Bồ Tát bất thối, vì thời xưa ta đã từng phát nguyện hết kiếp thuở vị lai, hết tất cả đời vị lai đều muốn được thấy Phật. Thiện nam tử, đại chúng của ta đây có 84.000 ước na do ta đều ở tại vườn phù trang nghiêm này, đồng hành với ta, họ đều đắc được bất thối chuyển nơi A Nậu Đà La Tam hiệu Tam Bồ Đề. Còn những chúng sinh cư sĩ khác ở trong vườn này cũng đều nhập vào bậc bất thối chuyển. Đây gọi là biểu thị phương tiện nhập thế, tức 8 vạn trần lao đều thành ba la mật, hết thảy quyến thuộc đều cùng tu hành với yêu xà, yêu bà di.